Chào mọi người, hôm nay chúng ta đến với câu chuyện quay và chụp với ống kính 70-200. Như video trước, Tha Lai có chia sẻ giao lưu với ống kính này rồi. Hôm nay Tha Lai tiếp tục chia sẻ câu chuyện quay và chụp sự kiện thực tế để chúng ta biết rõ hơn về cái ống kính này. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về sự kiện này một chút và nội dung của sự kiện ra sao. Theo như Tha Lai được biết, đây là đêm gala của người nước ngoài Ấn Độ. Nội dung chụp vào quay như thế này. Toàn tiếng Anh không mà. Khi mà Tha Lai nhận được cái tờ nội dung này thì Tha Lai phải dùng Google dịch để mới biết được cái nội dung chương trình ra sao. Giờ chúng ta đến với địa điểm thực tế và môi trường chụp cho sự kiện này ra sao. Mời mọi người theo dõi nội dung cần chụp cho sự kiện này như thế nào. Xong rồi đi vào cổng, đón khách ở đây. Sao? Khu này khách VIP hả? Khách VIP. Có một chiếc quán rồi. Ok. Qua đây. Đây sẽ là cái khu trẻ em. Còn khu này dành cho trẻ em ăn chơi. Ăn ở đây chơi đây luôn, còn khu luôn, trẻ em hết. Trẻ em này có người lớn không? Rồi. Không có người lớn, chỉ quay phim chụp hình luôn ha. Rồi còn cái này quan trọng nhất. Qua đây. Còn cái quan trọng nhất này. Rồi, sau khi mà Tha Lai biết nội dung những gì mình cần chụp thì Tha Lai có cảm nhận là cái show này là gọi là gì ta? Show VIP rồi đó, đẳng cấp rồi đó. Chụp từ ở ngoài vào, bắt đầu là lăn tay đến check in, rồi vào lấy thức ăn, thức uống, chỗ uống bia, chỗ ngồi thư giãn, chỗ dành cho trẻ em chơi. Cuối cùng vào sân khấu như thế này, không biết lên 70-200 có làm được việc trong môi trường này hay không. Mời anh em và mọi người theo dõi tiếp video cùng Tha Lai. Đây là môi trường thực tế khi mà có người vào ăn uống buffet như thế này. Theo như kinh nghiệm của Tha Lai, ống kính chụp thì được, nhưng trong cái hoàn cảnh và môi trường này thì không có hiệu quả. Đối với Tha Lai thì trong hoàn cảnh này chúng ta có thể dùng lens 50, 35, 24-70, 24-105. Tức là chúng ta có thể sử dụng những cái lens có trọng lượng nhẹ một chút và tiêu cự gần lại để chúng ta tiếp cận được nhân vật mà chúng ta muốn chụp. Còn ngược lại, chúng ta chụp với ống kính 70-200 trong cái hoàn cảnh này thì sẽ có những tác dụng phụ sau. Thứ nhất là trọng lượng của ống kính này tầm 1,5 kg, chúng ta cầm lâu sẽ gây ra tình trạng là nặng mỏi tay. Lúc đó sẽ dễ gây ra hiện tượng là ảnh bị ao, rung. Đặc biệt là những anh em từ 50 tuổi trở lên là dễ gây tình trạng là hình bị ao và rung. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta đứng xa mà chúng ta zoom lại như vậy thì trong cái hoàn cảnh này nó dễ dính người đi qua đi lại ha. Lúc đó bức ảnh của chúng ta nó không được hoàn thiện ha. Nó sẽ gây cản trở rất là nhiều, đặc biệt là về tiêu cự. Cũng may là trong cái sự kiện này Tha Lai có đem đi một ống kính siêu cua để mà chụp. Cho nếu mà tin tưởng trong sự kiện này đem ống kính 70-200 không thì thôi. Giờ thì mời anh em và mọi người tham khảo một chút ảnh gốc Tha Lai chụp Firebird lúc đi co với cái ống kính khác. Đấy, như anh em và mọi người cũng đã thấy, chúng ta phải tiếp cận được cái nhân vật và chụp được những khoảnh khắc mà người ta ăn uống một cách tự nhiên nhất. Và cũng như Tha Lai được biết là bên công ty yêu cầu team Tha Lai chụp lại những khoảnh khắc này
ăn uống cho tới phòng nghỉ ngơi, phòng chơi của em bé. Và đặc biệt như anh em được biết là khi chúng ta chụp những trường hợp này ảnh rất là nhiều. Khi một người chụp khoảnh khắc thì thường thường chúng ta nắm là bắn liên tục, cho nên chúng ta cần đòi hỏi sự xét màu nè, quan tâm bố cục nè, diễn tả cái độ gọn gàng trong bức ảnh của mình, làm sao đó mà nó sạch sẽ. Thì chúng ta dùng một cái lens khác nó sẽ tiện hơn cho chúng ta nhiều khi mà chúng ta dùng 70-200. Như ta lại vừa nói trước video, khi mà chúng ta dùng 70-200 thì nó sẽ cản trở người đi qua đi lại rất là nhiều và nó sẽ dính rất là nhiều, và chúng ta sẽ khó mà chụp được những cái ảnh nó sạch. Và riêng cá nhân của Thái Lai thì rất là ngại cái việc mà chúng ta chụp nhiều về rồi màu sắc loạn xạ thì làm cực lắm. Bắt đầu bố cục này nó rất là cúp lại, rất là mất thời gian. Và thường những cái trường hợp mà show lớn như thế này họ lấy hình liền và họ cũng là đăng báo liền luôn, cho nên Thái Lai cố gắng set màu mà theo như họ yêu cầu cho nó đúng và chụp khá là cân nhắc để khi mà về nhà Thái Lai có ảnh liền giao cho người ta. Thái Lai chỉ lọc lại những tấm nào mà nhắm mắt mà thôi. Thì anh em cũng vậy thôi, thường chúng ta chụp mà như vậy thì rất là ngán cái vụ mà chụp hình nhiều. Cho nên toàn bộ hình ảnh mà Thái Lai show lên đây là những bức ảnh gốc hoàn toàn Thái Lai chụp bằng Firebird. Khi mà Thái Lai biết rằng chương trình nó quá lớn và chắc chắn sẽ chụp nhiều, và Thái Lai set qua DualRibet để mà chụp cho nó được nhiều file hơn. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với phần trong sân khấu nhé. Đầu tiên mọi người và Thái Lai cùng quan sát cái sân khấu này một chút. Ở đây Thái Lai chụp thực tế thì thấy rõ rồi, và mọi người cũng đã thấy video mà Thái Lai quay lại bằng điện thoại thôi. Ở đây thì Thái Lai thấy cái sân khấu nó rất là rộng, nói chung là thoải mái đứng mà 70-200 này view rồi đấy. Nhưng đó là mình nói về cái khoảng cách và tiêu cự nó thoải mái. Nhưng xét riêng về cái mặt mà ánh sáng ở trong cái sân khấu này thì không phải là dành cho 70-200 đâu nhé. Ở đây Thái Lai quay lại bằng điện thoại, tất cả mọi người đều thấy rõ và cùng Thái Lai để quan sát để Thái Lai chia sẻ được một cách thực tế hơn. Thì những cảnh như thế này mình đứng xa mình zoom lại là bình thường rồi, không có vấn đề gì hết đó. Đó là cái khoảng cách và tiêu cự thôi. Nhưng cái lens 70-200 là nó có một đặc biệt riêng của nó. Nếu mà chúng ta chụp đúng sân khấu thì nó ra cái điểm nổi bật rất là mạnh. Vì đặc thù của 70-200 nó có sức hút là từ zoom lại 70-200 và cái f/2.8 nó giúp cho chúng ta chụp những cái cảnh buổi tối ha. Cảnh buổi tối và những cái khoảng cách xa zoom đẩy lại để đẩy cái nhân vật lại thì lúc đó nó sẽ nổi bật lên. Nhưng trong cái môi trường này, sân khấu này, các bạn và mọi người đã xem người ta khiêu vũ, người ta nhảy kiểu này mà sao mà đẩy được, đúng không nào? Thì cho nên á là Thái Lai chia sẻ trong clip này rất là thực tế và cũng là những gì mà Thái Lai đã biết theo cái kinh nghiệm của mình. Từ chỗ đó Thái Lai không chụp những cảnh này toàn là 70-200, nhưng Thái Lai có nói là chia sẻ về câu chuyện 70-200 để cho anh em mới hoặc là anh em chưa xài qua để biết. Thì Thái Lai có chụp mấy tấm quay lại cái bối cảnh này. Ở trong cái bối cảnh này, nếu như anh em nào mà dùng 70-200 chụp thì ok. Thí dụ ở đây Thái Lai chụp vài tấm ha. Đây, thí dụ đây là những bức ảnh mà mình đứng xa, mình zoom lại. Và đặc biệt cái lợi thế của 70-200 f/2.8 ấy, chúng ta mở khẩu ra thì có thể là ánh sáng sẽ lọt vào, nó tạo ra hiệu ứng mờ mờ ảo ảo như vậy, nhìn cũng khá là ưng ý mắt. Theo như cái sở thích của Thái Lai nữa, Thái Lai chụp thì Thái Lai thích những ánh sáng thế này. Nhưng mà những ánh sáng thế này á, thì nó phụ thuộc vào cái môi trường, cái sân khấu người ta làm nên nữa, chứ không phải là lúc nào mình muốn là có đâu. Và cũng có một số nhà hàng Thái Lai từng chụp hồi trước là nhà hàng mà đại cưới á, thì có nhiều nhà hàng cũng làm được ánh sáng này. Đó cũng là một trong cái điểm mạnh khi mà chúng ta sử dụng lens 70-200 f/2.8. Và điều ngược lại như Thái Lai nói là nếu mà chúng ta chụp không cứng tay này dễ bị ao lắm nha. Ở đây Thái Lai cũng đã cố gắng gồng gánh mặc dù hơi là đói bụng khi mà Thái Lai đã chụp từ ở ngoài kia là từ 5 giờ chiều mà đến cho tới vô đây là gần 10 giờ rồi. Mặc dù đồ ăn ở trong chương trình này thì không thiếu, nhưng mà toàn là những món Ấn Độ mà thôi. Khách mời cũng là người Ấn Độ và đầu bếp cũng Ấn Độ, tất cả những thì gì là toàn Ấn Độ hết. Cho nên Thái Lai không hợp, đành thử với chịu thôi. Từ chỗ đó Thái Lai chỉ việc uống nước và ăn ít trái cây và chiến cho tới cùng. Chụp cái chương trình này tới 12 giờ mới xong lắm, chưa thấy chương trình nào bằng chương trình này. Thì Thái Lai chia sẻ thực tế cho anh em biết hiểu luôn. Những anh em nào mà thích loại ánh sáng này thì chúng ta lợi thế khi dùng nó, chúng ta zoom lại, chúng ta mở khẩu thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng như thế này, như bức ảnh mà anh em đã xem ở đây. Ngoài ra nó còn có một điểm mạnh nữa mà ở trong cái clip này, trong cái môi trường này thì Thái Lai không có tận dụng được nó. Nếu như điểm mạnh của 70-200 chúng ta phải tìm đúng hợp thích hợp cái bối cảnh của nó thì chụp là không ai làm được. Mọi người và Thái Lai quay lại cái ánh sáng hiện trường thực tế để chúng ta cảm nhận về ánh sáng này một chút nhé. Ở đây theo như kinh nghiệm của Thái Lai biết là ánh sáng này không phải là ánh sáng của sân khấu đường ảnh, mà ánh sáng như là một cái vũ trường mà thôi, cho nên không có cái điểm flow vào cái nhân vật. Đó là nói chúng ta nói về ánh sáng.
nếu như chúng ta chụp những ánh sáng mà sân khấu, ví dụ như ca nhạc đi, nó sẽ khác đấy. Nhưng mà được tiếc Thái Lai chụp sự kiện không phải là ca nhạc. Điều này nó cũng như là trên tất cả các ống kính mà chúng ta được biết thì mỗi ống kính nó có một cái chức năng riêng biệt. Nếu như chúng ta biết điểm mạnh của cái lens đó, điểm mạnh của ống kính đó thì chúng ta phát huy nó, thì rõ ràng bức ảnh mà anh em chụp người khác làm được, tại vì người khác không có lens. Nó đơn giản là như vậy. Cho nên hôm nay Thái Lai chia sẻ thực tế là nếu như anh em có ống kính 70-200 hoặc là có ý định để mua xài chụp cho sự kiện thì rất là tốt đấy. Chỉ cần chúng ta biết cái môi trường nào dành cho nó chụp thì khá là ok. Riêng cá nhân của Thái Lai thì rất thích chụp những ánh sáng phim như thế này. Nhìn nó cảm giác nó gây cảm xúc lắm. Không biết anh em suy nghĩ như thế nào, anh em có suy nghĩ gì, hãy để lại cảm nhận cùng Thái Lai nhé. Thái Lai thích nhất là chụp những bức ảnh nó ánh sáng xuyên qua một nửa, nó tạo ra cái tam giác ở trên mặt của người mẫu. Nó cảm giác như là điện ảnh phim, nó gây cho mình khi mà chụp hình nó có thích hơn là khi mà chúng ta chụp cái ánh sáng mà nó trắng đều, thì đó là dịch vụ chúng ta phải làm mà thôi. Vậy là câu chuyện về 70-200 chụp ảnh sự kiện và quay cũng đã đến hồi kết rồi. Phần cuối này thì Thanh Lai sẽ nói sơ một chút về cái phần quay video. Thì ở đây như anh em được biết, Thanh Lai vừa nói là khi Thanh Lai chụp tới 12 giờ đuối rồi, phải nhớ lại cái phần quay phim cho anh em, thì Thanh Lai quay bằng 70-200. Với điều kiện là Thái Lai không có gimbal, quay bằng tay thôi, nó rung lắc quá trời như thế này đấy. Thì theo như anh em biết, cái phần quay phim thì nó cũng giống như chụp hình mà thôi. Chúng ta mở khẩu ra, zoom lại, nó lợi thế chúng ta cần loại bỏ cái nào thì nó loại bỏ cái đó. Nó sẽ gọn gàng hơn và đặc biệt là nó sẽ gặp những cái tình huống như Thái Lai vừa nói. Chúng ta biết chơi ánh sáng thì chúng ta sẽ biết tận dụng cái clip chúng ta quay, nó tạo ra cái ánh sáng mà những cái lens khác không có. Mọi người có thể thấy Thái Lai quay bằng cách này, Thái Lai lưu ly sau cánh gà và để cái máy trên cái bàn như vậy để cho nó đỡ trống đông về cái phút cuối không đuối rồi đó. Đấy, thực tế thôi mọi người nhé. Đến đây thì Thái Lai cũng biết nói gì hơn nữa. Thái Lai chia sẻ một cách thực tế ở trong clip này, hy vọng rằng sẽ giúp ích những anh em nào đang dự tính mua hoặc là những anh em nào mới chưa hiểu về cái lens này, chưa hiểu về cách làm việc nó ra sao, thì hy vọng clip này đem lại những cái kinh nghiệm cho anh em sau này nhé. Vậy thôi, đến đây Thái Lai chỉ mong muốn mọi người yêu thương Thái Lai nhiều một chút nữa. Đăng ký vào kênh giúp Thái Lai nhé. Một lần nữa xin chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người lại clip khác thôi.